kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. vào trại với cục tức to như núi, Trung Ngọc Anh hận vì ăn bạc cắt nhưng ôm họa lớn. khi cả Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị bắt, những sai phạm bị phơi ra gần hết, kẻ chủ mưu dần dần lộ diện, cho đến bây giờ thì chùm cuối vẫn là Nguyễn Thanh Long, chứ chưa có ai khác. ông Trung Ngọc Anh chỉ là người liên đới chịu trách nhiệm cùng với chùm cuối Nguyễn Thanh Long mà thôi trong vụ kích xét nghiệm dởm của công ty Việt Á chỉ có Nguyễn Thanh Long đạo diễn cho cuộc chơi này chứ không ai khác. Đấy là chuyên môn của Nguyễn Thanh Long và là cái khung trách nhiệm của ông nên ông là người chủ mầm. Đến hình ảnh ông Trung Ngọc Anh bị bắt. Trung Ngọc Anh đang giữ một chiếc ghế rất to, to hàng đầu trong các ủy viên Trung ương Đảng. Cơ hội để vào ủy viên Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau là rất lớn. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà ông này lại tham tiền bỏ mất cơ hội chính trị cực kỳ quan trọng như vậy. Đồng tiền đã làm mù đôi mắt trong trường hợp ông Trung Ngọc Anh quả không sai tí nào. Vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, ông Trung Ngọc Anh cùng với ông Nguyễn Thanh Long đã bị C03 của Bộ Công an cho khám xét nhà và bắt tạm giam ngay lập tức. Sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh trở thành trò bụi ngay từ đây. Chiếc ghế của ông Trung Ngọc Anh là ghế hái ra tiền. Không phải có tiền là có thể mua nó được. Để leo lên chiếc ghế này, ngoài lý lịch phải cực đỏ thì việc chi hàng núi tiền là không thể thiếu. Làm chính trị là kinh doanh, kinh doanh ở đây không phải kinh doanh hàng hóa thông thường mà là hàng hóa rất đặc biệt. Đó là quyền lực. Việc mua được chiếc ghế mất núi tiền, quan chức nào cũng bị áp lực để thu hồi vốn và sinh lời vì thế mà vét là nhiệm vụ họ tự đặt ra khi mỗi nhiệm kỳ được trao đến tay thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng đang thanh trừng mà vơ vét không có chọn lọc thì cái kết quả ngồi vào tù là rất khó tránh. Chiều ngày 7 tháng 6, sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp bất thường chốt phế chức chủ tịch thành phố của ông Trung Ngọc Anh, thì ngay sau đó là lệnh khởi tố được công tố bố và C03 đã xua quân đến nhà ông Trung Ngọc Anh tiến hành khám xét và bắt giam ông này. Đây là hình ảnh khu nhà của ông Trung Ngọc Anh, một khu nhà cao cấp nơi đắc địa của thành phố Hà Nội với trị giá lên nhiều triệu đô la. Nhà của ông Trung Ngọc Anh ở khu biệt thự trên đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội. Đây cũng là căn bộ thự rất nhiều triệu đô la. Phải nói rằng nhà của quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng rất to lớn. Với lương nhà nước hiện nay trả cho ông này thì phải đến nhiều thế kỷ mới có thể mua được nếu ông không ăn gì ông cựu chủ tịch Hà Nội bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều số 219 của Bộ luật hình sự được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 thực thi vào ngày 7 tháng 6. Ông Tôn Sô, Trung tướng, Tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết ông Trung Ngọc Anh khi làm Bộ trưởng khoa học và công nghệ và ông Phạm Công Tạc bị cáo buộc vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu, chế tạo, kit xét nghiệm COVID-19. Hành vi này gây ra thất thoát, lãng phí, tài sản của nhà nước. Ông Trung Ngọc Anh, 57 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội. Ông từng làm bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, Thứ trưởng khoa học công nghệ, rồi làm Bộ trưởng khoa học và công nghệ từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 9 năm 2020. Đến tháng 9 năm 2020, ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một tháng sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Đức Trung bị bắt giam trong 3 vụ án liên tuyết. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh, người ăn ít mà cũng bị quật. Vai trò của ông Trung Ngọc Anh là hỗ trợ cho Nguyễn Thanh Long hợp thức hóa kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y và Công ty Việt Á để tổ chức mafia y tế này đưa bộ kích xét nghiệm dởm nhập từ Trung Quốc ra buộc người dân phải mua dùng với giá rất cao và chất lượng thì rất tệ. Với hành động trợ giúp, nhiều người đánh giá phần thưởng trong Trung Ngọc Anh chỉ là ăn bạc cắt. Việc của ông Trung Ngọc Anh chỉ là ký quyết định chi gần 19 tỷ cho nhóm nghiên cứu dởm, hợp thức hóa kết quả nghiên cứu rồi sau đó cùng nhau xé lẻ số tiền ngân sách gần 19 tỷ ấy ra để chia chác cho nhau. Trung Ngọc Anh ăn bạc cắt, Nguyễn Thanh Long thì ăn bạc tỷ. Vậy mà kết quả hai ông lại ngang nhau. Vào trại giam, át hẳn ông Trung Ngọc Anh ôm một cục tức to như núi nhưng vẫn không thể nào khiếu nại. Khiếu nại sao được khi mà tội chứng đã rành rành ra đó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đường đua vào trại giam Thanh Long chính thức qua mặt Kim Tiến. Kim Tiến hãy cố lên. Ngành nghi trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây đều xảy ra vụ bê bối rất nghiêm trọng. Tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bà cựu bộ trưởng này gắn với nhiều tiêu cực mang màu sắc tội ác. Vụ buôn thuốc ung thư giả của Việt Nam Pharma có trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Không những trách nhiệm quản lý ngành mà bà còn có vai trò hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ cho Việt Nam Pharma. Em chồng của bà Tiến từng là giám đốc của Việt Nam Pharma, việc thông qua nhiều lô hàng thuốc không thể không có lợi dụng uy tín của bà Tiến. Với lại cấp phó của bà Tiến cũng bị khởi tố nhưng bà ra thì vẫn vô sự. Cấp phó chỉ là phụ tá, nếu cấp trưởng không chấp thuận thì không bao giờ cấp phó dám làm bừa. Ông Trương Quốc Cường vốn là cấp phó của bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng ông Trọng không cho bắt bà Tiến là đầu mối và câu hỏi rất to đối với người dân cả nước. Sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không chỉ ở Việt Nam Pharma mà còn là sai phạm ở vaccine 5 trong 1 cho trẻ em nữa vụ này xảy ra chết rất nhiều người. Đây hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn bình chân như vậy dù sai phạm rất nghiêm trọng. Đến thời điểm ông Nguyễn Thanh Long trưởng ngành y tế thì khá hơn nhưng kết quả lại không hề như vậy. Ngành y hiện ra như là một ác mộng của người dân. Việc toa dập với công ty Việt Á cưỡng ép người dân bán bộ kit xét dởm với giá cắt cổ đã cho thấy sự bất nhân của dàn lãnh đạo Bộ Y tế. Nó có thể nói là tận cùng. 43.000 cái chết vì Covid, trong đó có công rất lớn của bộ kit xét giảm do Bộ Y tế ký quyết định lưu hành này. Tội ác khủng như vậy không thể nào trốn tránh nổi hậu quả. Lưới trời, trời lỏng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Trong trường hợp này, vận ngày vào ngày ông Nguyễn Thanh Long và cộng tác hỗ trợ của ông ta cuối cùng đã bị bắt giảm. Vào ngày 6 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng chịu chung số phận với ông Bộ trưởng Bộ Y tế, còn có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Số phận của Nguyễn Thành Long đã được địch đoạt việc khởi tố bắt giam đã diễn ra đối với ông Nguyễn Thành Long. Như vậy, trên đường đua và chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến trước, nhưng trên đường đua vào nhà tù, ông Nguyễn Thành Long đã vượt lên trước để dẫn bà Tiến khá xa. Và khi đã bị khai trừ khỏi đảng, thì việc bị cách chức Bộ trưởng xem như chỉ là thủ tục bắt buộc. Đảng Cộng sản có một quy tắc đó là muốn khởi tố quan chức thì phải khai trừ khỏi đảng người đó. Như vậy, việc Trung ương Đảng khai trừ ông Nguyễn Thanh Long là hành động dọn đường để khởi tố. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nắm ghế Bộ trưởng Y tế gần 9 năm với rất nhiều sai phạm động trời, nhưng khi hết quyền lực, bà chỉ bị kỷ luật mang tính chiếu lệ để đối phó với dư luận mà thôi. Nhiều người cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang được ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ nên tương đối an toàn. Còn ông Nguyễn Thanh Long thì khác. Ông này chỉ nắm Bộ Y tế gần 2 năm thì đã rời chiếc ghế nhắm thẳng vào nhà giam mà tiến bị ngã ngựa vố nặng như thế này có người cho rằng ông Nguyễn Thành Long đã chọn sai phe đây hình ảnh đường đua đến nhà lao ông Thành Long đã vượt bà Kim Tiến ông Nguyễn Thành Long sinh ngày 3 tháng 9 năm 1966 quê ở xã Bạch Long huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định vào vào Đảng Cộng sản vào năm 1999 một thời gian dài công tác trong ngành y tế tháng 10 năm 2018 tới tháng tới tháng ông Long bất ngờ chuyển sang ban tuyên giáo trung ương với chức vụ phó trưởng ban. Đến tháng 1 năm 2020, ông Long quay lại làm thứ trưởng thường trực Bộ Y tế từ đầu năm 2020. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng năm 2021, ông trúng cử ủy viên Trung ương Đảng và giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế cho tới nay. Không biết ở ban tuyên giáo ông Nguyễn Thanh Long học hỏi được chiêu trò gì, ông rèn luyện phẩm chất đạo đức gì mà khi trở về Bộ Y tế, ông ta đã ra tay quá nhẫn tâm với người dân khốn khổ. Tội này không phải là sai phạm mà là tội ác thực sự đem đến cái chết của 43.000 người dân cả nước và trong đó có rất nhiều phần lỗi của ông với bộ kit xét nghiệm giả. Vào ngày ông Nguyễn Thành Long bị bắt tạm giam đã diễn ra và người dân cả nước đã chứng kiến rất rõ ràng điều đó.